kiếp luân hồi thì phải tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện. Khi chúng ta đã qua kiếp sống nhân gian sẽ được luân hồi trở lại kiếp người, nếu không gây ra tội lỗi ở kiếp này. Chắp tay con cầu nguyện Phật, Nam Mô A Di Đà. Con xin thành tâm khấn nguyện cầu cho gia đạo bình yên. Chắp tay con cầu nguyện Phật hóa thi vô lượng Bồ Đề, gieo duyên thiện tâm giác ngộ, ngàn đời muôn kiếp tu nhân. Vũ trụ càng không bao la, chánh mạng sinh tử luân hồi, con xin khắc ghi lời Phật, chính ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, trường tồn mãi mãi không hư. Chắp tay con cầu nguyện Phật, mong quê hương luôn thái bình, người người nó cơm ấm áo, yêu từ bi hướng muôn nhà. Phật nói rằng ngài thành Phật là do tu hành mà thành chánh quả, thể xác và linh hồn không còn tan biến. Vậy thì con người nếu như thành tâm tu hành cũng sẽ thành Phật như ngài. Con cầu nguyện Phật, Nam Mô A Di Đà. Con xin thành tâm khấn nguyện cầu cho gia đạo bình yên. Chắp tay con cầu nguyện Phật hóa thi vô lượng Bồ Đề, gieo duyên thiện tâm giác ngộ, ngàn đời muôn kiếp tu nhân. Vũ trụ càng bao la, chánh mạng sinh tử luân hồi, con xin khắc ghi lời Phật, chính ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, trường tồn mãi mãi không. Con cầu nguyện Phật, mong quê hương luôn thái bình, người người nó còn ấm áo, gieo từ bi xuống muôn nhà. Đó bọc lên vậy. Cái mặt gì mới chịu cho ăn, ngó lên cái da. Quay cận cảnh đó. Đúng rồi đó, phải quay gì nè, quay cái này. Cái này. Ghê thiệt. Trời trời đá nữa, trời chó này. Mấy Vinh không nó nhìn không à, tỷ hồ đá em muốn chết.
bà con ăn mau hết bệnh.